đúng người nhưng sai thời điểm. Tại sao điều này lại xảy ra với tất cả chúng ta? Ai trong chúng ta cũng tin rằng đúng thời điểm mới là điều quyết định, và họ đã đúng, và họ đang nghĩ gì về bạn trong khi hai bạn đang ngắt kết nối. Và sau đây là trải bài chung dành cho các bạn đã bị ngắt kết nối và im lặng bấy lâu nay. Trong trải bài sẽ những tâm tư mà bạn muốn biết từ người này, và chúng ta sẽ thông qua trải bài hiểu được họ hơn, hiểu những gì họ muốn chúng ta biết về họ, muốn chúng ta cảm nhận đôi điều về người này. Đây là trải bài tiếp theo cho Đúc Sáng. Bạn nào chưa xem, mình cứ để link ở bên dưới. Và thông điệp họ muốn gửi cho các bạn là: bạn đã đến gần tôi hơn những người khác rất là nhiều. Thật ra đây là thể hiện cho một người, mà người này rất là gần gũi với trái tim của người mà họ yêu. Và họ cảm thấy là cái mối liên kết chặt chẽ với bạn rất là nhiều. Họ muốn yêu bạn, nhưng họ lại quá sợ hãi để cam kết và mở lòng với bạn. Họ hối hận về những quyết định của mình và ước là mình có thể quay lại và thay đổi nó. Họ biết là bạn đã đến gần họ hơn bất cứ ai để trở thành người mà họ có thể yêu. Nhưng họ chỉ biết lặng lẽ quay đầu và bước đi, và họ không biết tại sao họ lại sợ hãi cái điều này. Và kế tiếp thì một thông điệp mà họ muốn gửi đến bạn là gì? Một thông điệp tình yêu nằm sâu thẳm trong họ và muốn chia sẻ các bạn, đó chính là họ đã rời đi cái kháy bạn bên cạnh một ai đó. Có thể là họ đã thấy bạn chính là người họ yêu và có tình cảm, lại đi với một ai khác hoặc có tình cảm với ai khác. Điều này khiến họ quyết định rời bỏ mối tình này. Họ cảm thấy rất bị tổn thương, bị phản bội hoặc ghen tị. Thì thấy nhìn thấy bạn, người mà họ quan tâm, đi cùng với người khác. Có thể là họ không muốn phải đối mặt với tình huống và cảm xúc hiện tại của chính họ. Vì vậy họ quyết định rời đi. Tuy nhiên có rất nhiều điều để mình phải xem xét ở đây. Bởi vì tùy thuộc vào ngữ cảnh, có thể người nói họ cảm thấy là họ bị tổn thương và thất vọng. Bởi quan tâm bạn quản quá nhiều rồi, nhưng bạn lại quan tâm đến người khác. Bạn lúc nào cũng nói về người yêu cũ hoặc là nói về những mối quan hệ đang theo đuổi bạn. Do đó họ cảm thấy bị tự ái, cảm thấy bị thua cuộc và họ quyết định rời bỏ mối quan hệ này. Bởi vì khi mà họ nói như vậy, có thể bạn rất ngạc nhiên và bị sốc khi thấy là tại sao họ lại nói vậy. Nhưng mà bạn không biết, vô tình những lời nói của bạn làm tổn thương họ rất là nhiều, bạn không hề hay. Nếu như các bạn có sự so sánh giữa tình yêu giữa họ và người yêu cũ, đây là điều cấm kỵ trong tình yêu nha các bạn. Mà nếu như các bạn đã lỡ đem sự so sánh này rồi, chắc chắn cái mối quan hệ lãng mạn của các bạn sẽ không còn được lãng mạn nữa. Bởi vì cái tâm lý so sánh sẽ đem lại cái nấm mồ chôn vùi cái mối quan hệ. Bởi vì chúng ta phải biết rằng mỗi người đều là một cái nhân vật khác nhau. Các bạn yêu người cũ thì hãy để cho người cũ hãy nằm yên đi, đừng bao giờ so sánh với người mới. Đây là điều cấm kỵ trong tình cảm mà các bạn cần phải lưu ý. Nói tóm lại qua câu này, họ cảm thấy bị nỗi buồn nè, tức giận và cảm thấy tổn thương rất là nhiều bởi hành động của chính bạn. Do đó các bạn hãy xem xét lại dấu hiệu nào để họ rời đi, bởi vì họ nhìn thấy bạn quan tâm, chăm sóc hoặc cắt về một ai đó. Hy vọng các bạn lưu ý về cái năng lượng này ha. Mình sẽ tiếp theo cái thông điệp họ muốn gửi các bạn thứ ba là gì. Ở đây cái năng lượng mình thấy cái người này gắn bóng gắn gió hơi nhiều, còn bạn là cái người hay đem họ so sánh với người khác. Thì tiếp theo chúng ta thông điệp họ muốn gửi các bạn là gì? Tôi tự hỏi rằng liệu bạn có hạnh phúc khi không có tôi hay không? Có nghĩa là khi họ đang yêu với bạn và lúc mà họ không yêu bạn nữa, là thử hỏi bạn có sống hạnh phúc khi không có họ hay không? Hay là bạn không cần tình yêu chính từ họ? Bởi vì họ muốn biết được là bạn có phải là bạn nữa không? Bạn có đánh mất bản sắc của mình và ý thức của bản thân của mình trong người yêu nữa hay không? Đây là một cái số mà họ muốn biết chắc chắn rằng nếu không có họ, bạn có sống hạnh phúc thật sự. Và điều này thật sự là họ còn quan tâm đến các bạn. Và họ sử dụng cụm từ không có tôi thì sao, chứng tỏ họ còn quan tâm đến bạn. Họ muốn biết là nếu không có họ bên cạnh bạn thì bạn có sống hạnh phúc không?
bạn có bị giống như là hồi xưa mà bạn quen họ, bạn chìm đắm trong cái sự hấp dẫn, trong sự đam mê mà đánh mất đi chính mình không? Nếu như bạn ngay lúc này bạn sống hạnh phúc thật sự, bạn sống mà đem lại giá trị cho người khác, bạn đang thực sự chính bạn là ai, thì tất nhiên cái người này họ sẽ tức điên lên các bạn. Là cái điều quan trọng bây giờ qua câu nói này, mình thấy là các bạn phải nên trau dồi bản thân của mình hơn, trau dồi làm sao để cho mình sống khác đi hồi xưa, trau dồi làm sao cho mình phải là cái người mà không phải là người xưa nữa đó, để họ nhìn thấy và họ tức chơi các bạn. Nhưng mà cái năng lượng của đây là năng lượng của gan ăn tức ở, là họ cảm thấy là nếu như mà không có họ chắc chắn bạn sẽ không hạnh phúc. Bởi vì trước kia bạn đã sống trong mối quan hệ quá quy lị, bạn lệ thuộc vào cảm xúc của họ quá nhiều. Bây giờ điều bạn cần là gì? Cần mình sống là mình sống mạnh mẽ, mình sống là có ý nghĩa cho đời, để cho họ thấy bạn không có họ cũng chẳng sao hết. Đây là chính là những điều mà họ đang nhìn về phía bạn. Nếu mà hiện tại bạn sống đau khổ, sống tổn thương mà còn bị mà xấu xí nữa, chắc chắn là họ sẽ không quay trở lại với các bạn đâu. Mình chắc chắn với điều này. Bây giờ điều của mình là cần là gì? Sống tốt, sống đẹp, sống hạnh phúc cho mình. Bởi vì họ đang nhìn vào bạn, họ đang nhìn bạn đang hành xử như thế nào với cuộc đời của các bạn. Thông điệp kế tiếp mình có là các bạn phải yêu thương bản thân của mình. Khi mà bạn biết yêu thương bản thân mình, chính là lúc bạn có sự tin tưởng, tự tin và tự hào về bản thân và khả năng của chính bạn. Lúc bạn chấp nhận con người thật của mình, bạn ưu tiên cái nhu cầu và cảm xúc của bạn trước tiên. Bạn thiết lập các ranh giới lành mạnh cho bản thân, biết tha thứ cho những quá khứ đau buồn của mình. Đối xử thực sự tử tế và tôn trọng với bản thân của bạn. Có nghĩa là bạn sẽ dành thời gian để chăm sóc về sức khỏe, tinh thần, tất cả mọi thứ, mọi mặt của các bạn luôn. Điều bạn cần không phải là mình thay đổi một cái rạc 100% liền. Bây giờ là mình phải từ từ, mình chấp nhận thực tế là mình như thế nào và thừa nhận những khó khăn thách thức bạn đang gặp phải. Mình có phải đổ lỗi hay không? Mình có hay phán xét người khác hay không? Đây là lúc mình phải thay đổi từ bên trong của mình, ưu tiên sức khỏe tinh thần, sức khỏe cho cơ thể, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, tìm đến những cái liệu pháp mà giúp cho các bạn bình tâm lại. Đừng bao giờ so sánh mình với ai các bạn, bởi vì ai sẽ có cũng có hành trình và thử thách riêng. Thay vì tập trung vào những gì người khác có hoặc là, hãy tập trung vào những gì khiến bạn trở nên độc đáo và có giá trị. Làm những việc mà khiến cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện. Hãy theo đuổi cái sở thích mà bạn đã yêu thích từ hồi xưa giờ. Đây là cái thời gian mình nên dành để học những kỹ năng mới, khám phá những niềm vui mới. Cái niềm vui nào mà đem lại cho bạn yêu thích đó, bạn thấy là mọi việc làm với bạn thật sự là dễ dàng. Đây là lúc mình phát triển bản thân của mình. Mình hy vọng là các bạn sẽ học cách yêu thương bản thân, vì họ đang nhìn vào bạn đó. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng là người được yêu thương và tôn trọng hơn bất cứ điều gì. Như bạn bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để comment bên dưới. Mình sẽ trải bài cho các bạn về chủ đề mà các bạn mong muốn. Và các bạn chưa xem liệu bà bạn và họ có cơ hội gặp nhau hay không, thì mình cũng để link ở bên dưới cho các bạn xem tiếp cái trải bài mà trước trải bài này nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài lần sau.